Ghi nhận trên đoạn đường thuộc quốc lộ 53 qua xã Long An, huyện Long Hồ, những ngày qua, người và phương tiện qua lại rất khó khăn. Nhiều xe hai bánh chết máy phải dẫn bộ cả đoạn đường dài. Lực lượng cảnh sát giao thông đã túc trực hỗ trợ người dân di chuyển xe qua đoạn đường ngập nước. Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp với các đơn vị sửa chữa xe máy giúp bà con khắc phục sự cố do triều cường. Những việc làm nhỏ nhưng đã góp phần tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.